không gian riêng tư cho trải nghiệm đẳng cấp. Đặc quyền thượng đỉnh cho chất sống đỉnh cao. Đón chào những chủ nhân tương lai là một chất sống khác biệt. Một quần thể khép kín để cao giá trị sống riêng. Tất cả gói chọn trong 98 căn biệt thự Vinhomes Green Villa. Tọa lạc trên đại lộ Thăng Long, thuộc phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Vinhomes Green Villas sở hữu vị trí vàng giữa trung tâm mới phía tây thủ đô. Cách trung tâm hội nghị quốc gia chỉ 7 phút lái xe. Kết nối với các địa điểm lân cận qua trục đại lộ Thăng Long, tuyến huyết mạch của phía tây năng động. Kế cận đại đô thị Vinhomes Smart City năng động, hiện đại. Nơi tương lai phát triển xứng tầm. Nơi địa lợi cho những mảnh ghép nhân hòa. Hệ thống tiện ích đủ đầy cho những phút giây nghỉ ngơi là gần 7.000 mét vuông mặt nước cùng 3,5 hectare không gian xanh. Sân chơi trẻ em, bể bơi ngoài trời, đường dạo bộ, các sân chơi thể thao liên hoàn, sân tập gym ngoài trời, khu dưỡng sinh, vườn nướng BBQ. Vinhomes Green Villas nằm liên kề vườn Nhật. Cảnh quan điểm nhấn đẳng cấp được chăm chút tỉ mỉ. Một trải nghiệm thư giãn chưa từng có cho cư dân tương lai. Vận hành theo các tiêu chuẩn quản lý hàng đầu từ Vinhomes. Một cuộc sống xanh xứng tầm ở tọa độ trung tâm phía tây của thủ đô. Với những đặc quyền duy nhất cho 98 chủ nhân tương lai. Riêng tư biệt lập. Riêng tư đặc quyền. Riêng tư thượng đẳng. Một cộng đồng đỉnh cao, nơi gắn kết và chia sẻ những giá trị sống thượng đẳng, văn minh và hiện đại. Vinhomes Green Villas, không gian riêng tư đẳng cấp thượng lưu.